Cậu bé cầu nguyện muốn được mãi mãi ở bên cạnh bạn thân mình. Ngày hôm sau tỉnh dậy, không ngờ lại phát hiện bản thân đã biến thành con gái. Cậu bé sợ đến mức kinh hoàng tột độ, mẹ nhìn thấy cũng hốt hoảng không kém. Bác sĩ đơ người, lau kính một hồi, cuối cùng nói đây là kỳ tích trong ngành y học. Bé trai Hae-won chớp mắt trở thành thiếu nữ xinh đẹp tên Hae-yoon, mẹ vẫn chưa hề từ bỏ, dẫn cô đến gặp bà đồng bói quẻ thử. Bà đồng nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thổi chiếc lá về phía Hae-won. Bà đồng đột nhiên thất kinh biến sắc, nói rằng đây chính là tội nợ mà thần tiên đặt lên người cô, rồi hoảng loạn đuổi bọn họ ra ngoài. Hae-yoon đột nhiên nhớ đến tiết trời không có gió lúc đó, nhưng lại có gió thổi chiếc lá bay vào tay mình. Cô chạy đến công viên nơi mình đứng hồi đó, lại lần nữa cầu nguyện cho bản thân quay về như trước, nhưng đáng tiếc không hề có sự hồi đáp. Hae-yoon tuyệt vọng ngồi thụp xuống òa khóc. Ngoại trừ mẹ và Jo-hee, không có ai biết bí mật của cô, mà cậu bạn thân tên Tae-jo năm đó của cô đã trở thành một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, đầu quân cho câu lạc bộ ở Mỹ để tham gia luyện tập. Hae-yoon tự dưng biến thành con gái đã mất liên lạc với Tae-jo, nhưng bỗng nhiên một ngày Tae-jo lại về nước, phóng viên nháo nhác đua nhau phỏng vấn anh. Thật ra Tae-jo chỉ là muốn quay về Hàn để tìm kiếm người bạn thân năm xưa. Hae-yoon nhận được tin tức này, vô cùng lo lắng Tae-jo sẽ nhận ra mình. Nhưng cô không biết rằng, duyên phận đưa đẩy, Tae-jo đã chuyển đến trường cấp 3 của cô. Tối đó, Hae-yoon đang ngồi ăn mì tôm ở cửa hàng tiện lợi. Jo-hee gọi điện nhắc nhở cô đừng tiếp tục ăn mấy đồ như vậy nữa. Có thể là vì yếu tố liên quan đến hormone nên mới khiến cô biến thành con gái. Hae-yoon đột nhiên nhìn thấy Tae-jo ở phía đối diện đang tiến về phía mình. Cô lo lắng sẽ bị người anh em tốt nhận ra, nên đã sợ hãi nép vào đằng sau giá hàng trốn. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh lạ thường, vì để bình tĩnh lại còn tự vả bôm bốp vào mặt mình. Không ngờ Tae-jo lại thình lình xuất hiện ở phía sau cô. Hae-yoon sợ đến mức rụng ngay và luôn xuống dưới đất. Nhưng Tae-jo chỉ muốn lấy đồ vật ở trên kệ hàng mà thôi. OMG, mặt trời đẹp trai chói qua tim. Hae-yoon buồn bực muốn trở về nhà cho lẹ, nhưng đột nhiên lại cảm giác có kẻ nào đó đang bám theo. Cô quay phát đầu lại cảnh cáo anh đẹp trai đó, nói mình không có hứng thú với con trai, coi chừng cô ánh cho anh không thể tự sinh hoạt được đấy. Nhưng anh đẹp trai không hề để bụng, vẫn tiếp tục đi giữ khoảng cách mà đi theo cô. Hae-yoon bực bội chuẩn bị quay đầu oánh tên cố chấp này một trận. Đột nhiên, một cô gái từ đâu xuất hiện kéo cô lại, rồi khoác tay dẫn Hae-yoon đến một nơi đông đúc hơn. Nhưng ngọn lửa bực bội trong lòng Hae-yoon vẫn chưa nguội. Cô lại quay đầu định oánh lộn với anh kia, thì một trận gió đột ngột dội thẳng vào mặt cô, ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng anh chàng kia đâu. Ngày hôm sau, Hae-yoon đang ở trường, không ngờ lại phát hiện Tae-jo đã chuyển đến đây học. Hai người lướt qua vai nhau, Tae-jo bỗng chốc gọi giữ cô lại, thì ra là do chìa khóa của cô đã bị rớt ở dưới sàn. Tae-jo thấy động tác của Hae-yoon, tức thì nhớ đến người bạn thân thiết năm đó, anh bất giác mở miệng nói, lẽ nào cậu, hạt, tôi cảm thấy cậu rất quen. Hae-yoon đột nhiên tắt ngấm nụ cười trên môi, sau đó, vội nói gương mặt mình đại trà để cho qua chuyện. Đây là vị thần kỹ thuật gà mờ lại còn thích lo chuyện bao đồng, thấy hai anh em kia đang cầu nguyện được ở bên nhau mãi mãi, thế nên đã lỡ làng, biến một người thành con gái, mới dẫn đến câu chuyện oái oăm 10 năm sau. Có điều Tae-jo sẽ không ngờ được Hae-yoon chính là bạn thân năm đó. Sau đó, Jo-hee khuyên Hae-yoon, chi bằng chấp nhận vận mệnh, hai người cứ thế mà ở bên nhau thôi, nhưng Hae-yoon lại cảm thấy giai đoạn phát triển này quá kỳ dị rồi. Hôm nay, Suzy xinh đẹp chuyển trường đến đây, chính là cô gái tối hôm đó đã giúp đỡ Hae-yoon. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết, nhưng không ngờ, Suzy là vì Tae-jo mới chuyển trường đến. Hồi ở bên Mỹ, cô đã yêu thầm Tae-jo rồi. Có điều Tae-jo đã thẳng thắn từ chối tấm lòng của cô, còn nói trong lòng của mình chỉ có bạn thân mà thôi. Hôm sau, Hae-yoon đang đứng thần người ở trường, đột nhiên lại bị anh chàng đẹp trai yêu tinh bám theo. Tối đó ú ọc cô cảnh cáo anh không được làm bừa. Yêu tinh lại nói mình biết bí mật của cô, rồi lôi Hae-yoon lên trên tầng thượng, nói rằng mình không cẩn thận dùng nhầm thần lực mới khiến cô từ một bé trai biến thành bé gái. Hae-yoon cảm thấy thằng này đang lải nhải vớ vẩn, nhưng yêu tinh lại dùng phép thuật dịch chuyển tức thời. Hae-yoon không thể không tin những lời anh nói, vị thần không đáng tin này nói xin lỗi. Hôm đó bởi vì nhìn thấy hai cậu bé đang cầu nguyện, cảm thấy bọn họ vô cùng đáng yêu, nên đã quyết định phù phép cho hai người mãi mãi ở bên nhau, nhưng lỡ mồm niệm nhầm thần chú khác nên mới khiến cô biến thành con gái. Yêu tinh nói mình có thể sửa chữa lại lỗi lầm của bản thân. Anh hỏi cô có muốn biến lại thành mình trước đây không? Hae-yoon đột nhiên cảm thấy vô cùng do dự, đã làm cô gái xinh đẹp suốt 10 năm. Cô sớm đã chấp nhận bản thân của hiện tại rồi, hơn nữa đối với người bạn thân Tae-jo. Cô đã bắt đầu cảm nắng đảo điên rồi, OMG, lại là cái mặt trời đẹp trai chói qua tim này. Ngày hôm sau đi học, hai người lại tình cờ gặp nhau. Hành động của Hae-yoon khiến Tae-jo không khỏi nhớ đến người bạn thân năm đó. Lúc này, Suzy cũng bắt gặp bọn họ trên đường. Hae-yoon nhân cơ hội này kiếm cớ chuồn đi. Suzy nói Hae-yoon có chút gì đó ngây ngô ngốc ngốc. Tae-jo lại nói cô ấy thật sự rất dễ thương. Nghe đến đây, Suzy bất giác cảm thấy gato. Đại hội thể thao của trường đang diễn ra, Suzy không cẩn thận khiến mình bị thương, lại còn nằng nặc chỉ định Tae-jo đưa mình đến phòng y tế. Hae-yoon khoác lên bộ đồ chơi bóng chày như biến thành người khác.
cô quyết định lên sân thay cho Tezo. Anh sau khi trở về nhìn thấy Haeyun ở trên sân, cảm giác cô giống hệt như cậu bạn thân 10 năm trước. Anh đột nhiên thốt lên tên bạn thân Haeyun. Haeyun nhất thời hoảng loạn tột độ, đánh rơi bóng và găng tay chạy khỏi sân. Tezo chạy đuổi theo cô đến phòng học rồi chặn đứng Haeyun ở trên hành lang, đặt hai tay lên mặt cô, quan sát thật kỹ. Haeyun đứng hình không biết phải làm gì.